Ngày 16 tháng 11, theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên Twitter và cả Facebook là tôi đã thắng cử. Cách đó khoảng 9 giờ, ông Trump cũng tuyên bố tương tự trên Twitter và bị mạng xã hội này dán nhãn cảnh báo các nguồn chính thống thông báo kết quả bầu cử khác. Không chỉ trên mặt trận Twitter, ông Trump cũng tuyên bố đã chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 trên Facebook, với hai bài đăng cách nhau khoảng 6 tiếng trong ngày 16 tháng 11. Chỉ trong 15 phút, bài đăng thứ hai của ông trên Facebook nhận khoảng 178.000 lượt thích, like cùng các cảm xúc khác nhau. Dù không nêu bằng chứng nào chứng minh cho những tuyên bố trên, nhưng trong các bài đăng khác, ông Trump tiếp tục đặt nghi vấn đã xảy ra gian lận bầu cử. Đây là cuộc bầu cử không trung thực nhất trong lịch sử, ông Trump viết trên Twitter ngày 16 tháng 11. Trong một bài đăng khác, ông cho rằng việc kiểm phiếu giả đang diễn ra ở bang Georgia. Truyền thông Mỹ cho rằng ông Joe Biden đã chiến thắng sau khi đạt đủ tối thiểu 270 trên 538 phiếu đại cử tri và gọi ông là tổng thống đắc cử. Tuy nhiên, ông Trump hiện không thừa nhận thất bại vì nghi ngờ đã xảy ra gian lận bầu cử. Đội ngũ của ông Trump đã phát động kiện tụng tại nhiều bang. Đến nay, cơ quan dịch vụ tổng hợp Mỹ GSA vẫn chưa xác nhận người chiến thắng chính thức. Theo trang The Hill, việc ông Trump từ chối nhượng bộ gây ra nhiều vấn đề cho quá trình chuyển giao quyền lực.